Chào mọi người đã đến với kênh ẩm thực Việt của Ngọc. Hôm nay Ngọc sẽ làm món tỏi ngâm giấm đường nha mọi người. Cái này ăn vừa tốt sức khỏe lại đảm bảo vệ sinh mà đồng thời nó giảm máu mỡ đó mọi người. Đặc biệt là khi tỏi mà ngâm giấm đường các bạn ăn nó chua nhu ngọt ngọt, nó không hề có vị hăng nha. Và trên tay Ngọc là dĩa tỏi ngâm giấm đường ăn kèm với bún bò đó mọi người. Các bạn đừng sợ là ăn tỏi nó sẽ bị hôi nha, bởi vì khi chúng ta ngâm á ăn sẽ mất mùi hôi đi. Nó mùi ngọt thơm lắm. Đầu tiên thì Ngọc dùng nửa ký tỏi và Ngọc sẽ bóc sạch cái phần vỏ này nha mọi người. Các bạn dùng tỏi nào cũng đều được ha. Sau khi mà phần tỏi bóc xong á thì chúng ta sẽ rửa sạch và để cho ráo ha, để chúng ta đi thái nha mọi người. Thì các bạn dùng dao mỏng và các bạn sẽ thái phần tỏi này cho nó mỏng nha. Và phần tỏi sau khi thái xong thì các bạn đi rửa lại một lần nữa để nó giảm cái mùi hăng của tỏi ha. Và chúng ta chuẩn bị một nồi nước, chúng ta trụng sơ qua, sau đó các bạn cho vào nước đá các bạn ngâm để tăng cái độ giòn cho tỏi đó. Và đồng thời chúng ta sẽ đi nấu nước giấm đường nha. Các bạn dùng với 2/3 phần tỏi này thì các bạn dùng 2/3 chén đường nha. Các bạn cho vào, Ngọc cho dùng đây một chén nước nữa nè và nửa chén giấm. Nếu các bạn không có giấm thì các bạn dùng chanh, tuy nhiên dùng giấm nó sẽ ngon hơn nha. Và khi nấu tan thì chúng ta để nguội thì chúng ta sẽ cho tỏi vào keo. Các bạn cho lần lượt cái phần tỏi vào keo thủy tinh nha. Nếu các bạn không có thủy tinh thì các bạn dùng keo nhựa cũng được. Sau đó thì chúng ta sẽ cho đầy vào cái keo, tuy nhiên các bạn đừng cho đầy quá nha. Và chúng ta cho lần lượt vào hết các keo này. Sau đó thì các bạn cho nước giấm đường vào và các bạn cho đầy cái phần ngập cái phần giấm này nè, nó ngập cái phần tỏi ha. Và các bạn sẽ đậy nắp lại và để nơi thoáng mát trong vòng 2 ngày thì chúng ta đã có được cái phần tỏi ngâm giấm đường ăn vừa tốt, lại đảm bảo cái phần vệ sinh cũng như là cái tan phần máu mỡ đó các bạn, nó giảm mụn cũng rất là tốt luôn. Và sau 2 ngày á thì các bạn sẽ lấy ra và dùng thôi. Đây là cái hũ tỏi ngâm giấm đường đã được 2 ngày nè mọi người. Bây giờ Ngọc sẽ mở ra các bạn xem, trắng giòn rất là thơm luôn. Các bạn có thể dùng để ăn bún, ăn bún bò hay là ăn với bún mắm đều rất là ngon. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại.